Dạ nửa tiếng 5.000. Nửa tiếng 5.000. Dạ mình đi nhiêu mình tính nhiêu. Cứ nửa tiếng là 5.000. Dạ đúng rồi. Lọt qua phút thứ 35 là tính là 10.000. Dạ. Dạ. Mình lọt qua phút 35 thì sẽ tính là 1.000. Ủa, hay vậy? Con xin chào bà con ha. Đợt trước thì hứa với cả nhà mình sẽ quay Noel Sài Gòn 2022 cuối năm 2021 á, để chuẩn bị đón Tết 2022. Thì hôm nay mình chưa có dịp để quay, hôm nay Hoàng Sơn sẽ quay một vòng cho cả nhà mình xem. Thì thường Noel ở Sài Gòn á, thì mình sẽ có hai chỗ mình để mình quay. Đó, thứ nhất là mình sẽ ra cái khu vực chợ Kim Biên với chợ lớn. Đó, thì khu vực đó là bán sỉ đồ Noel rất là nhiều. Để mà đi tỉnh đó cả nhà. Tại bỏ sỉ thì giống như mùa Noel là hôm nay là chuẩn bị Noel nè. Thì trước đó một tháng hoặc tháng rưỡi là đã bán rất là nhiều rồi. Và bây giờ thì tới giờ chắc không ai bán nữa, hoặc có bán thì bán lẻ thôi. Tại vì giờ này mà ở tỉnh mà mua về thì mất cũng cả tuần mới vận chuyển hàng tới, thì đâu có buôn bán gì được nữa. Đó, nên là bây giờ bữa rồi do Hoàng Sơn bận rộn công việc công ty quá anh không có quay được cái cảnh mà bán sỉ Noel. Đó, bây giờ mình sẽ ra cái khu phố quận 1 nha. Thì ở quận 1 thì thường bán đồ Noel thì bán lẻ thôi à. Nhưng mà mình ra đây để mình coi các tòa nhà trưng bày đó. Rồi các bạn trẻ thường ra đây vào buổi sáng á, ví dụ nhân viên văn phòng á, hoặc là sinh viên á, thì ra buổi sáng để chụp hình làm lưu niệm. Đó, còn buổi tối thì thường là đi chơi chung với bạn bè thì chụp cũng được, nhưng mà nó cũng hơi khó. Đó, thì mỗi năm đó thì không có mùa Covid đó, thì bà con về Sài Gòn rất là nhiều, các tỉnh lân cận ha, hoặc là bà con du lịch ở nước ngoài về. Còn năm nay thì rất là vắng, nên là người ở trên phố cũng vắng, nên là em nghĩ đi chơi cũng hạn chế tụ tập nơi đông người đó. Chứ lại như đeo khẩu trang chỗ này thì rất là khó để chụp hình. Rồi, mình lên đường nha. À, đây là khu vực đường hình như là Lê Lợi, Nam Kiệt Khởi Nghĩa cắt ngang nè. Ngay chỗ này thường mỗi khi thì sẽ có trang trí rất là đẹp, nhưng mà năm nay là bên tay phải mình không có rồi đó. Giờ đang sơn quay cho cả nhà xem nè. Còn ở đây cái tòa nhà này thì có trang trí Noel nè ha. Giờ xem đó, có ông già Noel phía trước rất đẹp phải không. Đây. Đó, cả nhà thấy các bạn trẻ tới đây chụp hình. Rồi, mình chạy lên kia xíu. Mấy cây thông không được lớn lắm. Mọi năm thì ở đây nhiều lắm cả nhà. Tới giờ này là người ta ra chụp hình nhiều dữ lắm luôn. Hôm nay thì thấy chắc chừng 2-3 người à. Đằng kia nè, cái tòa nhà Sài Gòn Center nè, thì đó có trang trí chỗ để người ta đến người ta chụp hình. Mình lại đây mình xem thử. Mary Christmas nè. À, này vẫn trang trí ha. Ở phía trước mình là nhà hát thành phố. Đây là những cái hộp quà lớn. Trang trí cũng khá là đơn giản, chỉ là những cái đèn chớp tắt hình cây thông. Người đi chụp thì cả nhà thấy có mấy bạn nè. Thì thường mỗi năm thì trước cửa những cái khuôn viên của cái mấy cái tòa nhà lớn thì trang trí rất là nhiều. Hôm nay cả nhà thấy cũng sơ sài ha. Không có thấy người đi chụp luôn nữa. Bình thường thì giờ này là đông vui lắm. Hôm nay là hạn chế tới đám đông, chỉ đi khi nào mà cần thiết thôi. Giờ mình thử ra cái khu phố đi bộ nha. Mình đang đi trên đường Lê Lợi ở nhà hát thành phố. Ở đây thì đang có cái công trình là tàu điện, nên là vẫn còn rất là nhiều lô cốt, xe thì chưa có được lưu thông nhiều.
đây giới thiệu cả nhà mình ha. Hiện giờ đó là Sài Gòn đang có cái chương trình là xe đạp điện. Mình cài cái phần mềm vô đó, rồi mình đi xe đạp điện, mình chạy vòng vòng để khám phá Sài Gòn. Giá cũng khá là rẻ, đợt rồi trên TV nói mà em chưa có làm. Để bữa nào mình thử, mình tới đây cái mình thuê cho xe đạp mình chạy thử nha. Cái này là mới lắm rồi nha, này cuối năm nay là mới mấy ngày trước là mới có thôi. Xe rất là đẹp cả nhà ha. Nếu mà bà con Việt Kiều mình hoặc là bà con mình ở tỉnh xa tới á, nhất là mấy bạn trẻ đó, cũng không có ngại là thiếu xe để du lịch nha. Xe rất là rẻ nè. Cái này thuê xe làm sao vậy em? Về nha. À, mình trả tiền mặt hay là mình trả tiền qua app? Dạ mình thanh toán online là mình có ví Momo hoặc là thẻ ngân hàng rồi Chilobay đều được. Rồi nếu mà như anh thuê xe chỗ này mà anh đi trả ở chỗ khác thì sao? Dạ vẫn được luôn ạ. À, tại bên em có 43 trạm mình trả 43 trạm nào cũng được. Hay quá ha. Rồi giả sử bây giờ anh đang đi xe máy rồi anh muốn lấy xe đạp thì anh gửi xe máy ở đâu? Dạ mình phải gửi xe ở bên đây. Bên mình đi thẳng dưới ngã ba mình có cái hẻm mình gửi là sẽ có gửi xe cho mình. Tức là mình sẽ nhưng mà cái hẻm đó là chỗ gửi xe của công ty mình hay là của những cái tòa nhà khác? Tại xung quanh luôn rồi. Cái đó là bãi gửi xe công cộng. Bãi gửi xe công cộng. Một chiếc xe này mình đi thì một tiếng bao nhiêu em? Dạ nửa tiếng 5.000. Nửa tiếng 5.000. Dạ mình đi nhiêu mình tính nhiêu. Cứ nửa tiếng là 5.000. Dạ đúng rồi. Lọt qua phút thứ 35 là tính là 10.000. Dạ. Dạ. Mình lọt qua phút 35 thì sẽ tính là 1.000. Ủa, hay vậy? Dạ. Hay quá cả nhà ha. 5.000 nửa tiếng. Dạ. Mà là pin là ở đây sạc đầy đủ hết. Dạ cái này là mình đạp bằng sức xe đạp nha. Hả? Dạ đúng rồi, đây là xe đạp. Ồ vậy là mình thấy xanh xanh mình tưởng đâu xe đạp điện, mình thấy có đồng hồ tùm lum. Ủa vậy có xe đạp điện không? Dạ không rồi, bên đây không có xe đạp điện, chỉ có xe đạp. Bữa rồi trên TV thấy mà nghe không rõ. Tưởng đâu là xe đạp điện. Nhưng mà cái này cũng được cả nhà ha, đạp tành tành đi cũng vui mà có 5.000 là quá rẻ rồi. Rồi nếu mà như đầu tiên là mình tải app làm sao em ha? Em chưa rảnh. Đầu tiên là mình tải app trên xe hôm nay hay là app store đều được. À. Tới mình nhập cái đăng ký xong mình nhập cái điện thoại của mình rồi đợi mã OTP gửi qua. Sau đó là mình sẽ tạo mật khẩu cho tài khoản của mình. Sau đó là mình sẽ nhập thông tin cá nhân. Rồi đến phần mã giới thiệu thì mình nhập mã cộng tác viên của bọn em vào thì mình sẽ được cộng thêm 5.000 miễn phí nữa. Tức là nếu mà như em cộng tác viên hướng dẫn thì mình được giảm giá nữa. Dạ mình được cộng thêm tiền nữa. Cộng thêm tiền tức là mình đi được xa hơn mình, cộng thêm 5.000 cũng giờ nửa tiếng đi thêm nửa tiếng nữa. Cảm ơn em, cái rổ này rất là hay cả nhà ha. Ủa mà em làm việc đây từ mấy giờ tới mấy giờ? Dạ bọn em làm từ 5 giờ sáng cho đến 10 giờ tối. Là thuê xe được từ 5 sáng đến 10 tối. Dạ thuê xe thì thuê 24/24 bọn em hướng dẫn là từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Là có nhân viên hướng dẫn từ 5 giờ sáng đến 10 giờ tối. Dạ. Còn lúc nào thuê cũng được miễn là có cái app. Dạ đúng, mình chỉ cần ra ủa rồi em nói lại cái thanh toán sao ha? Dạ thanh toán là thanh toán qua thẻ ngân hàng. Thẻ ngân hàng. Momo hoặc là Chilobay đều được. Thì thẻ ngân hàng thì ok rồi, tại vì có nhiều như tài khoản mình không có Momo. Vậy là 43 trạm rồi mình có bản đồ ở trạm đó hay là chạy tới chỗ nào thấy xanh xanh là cứ gửi xe trả? Em có bản đồ và trên app cũng sẽ có hiển thị những cái trạm gần nhất của mình luôn. Rồi cảm ơn em ha. Vậy bữa nào chắc chắn là mình sẽ đi thử nhưng mà bữa nay lỡ hứa cả nhà là chạy vòng trước cái đã. Đây cảm ơn em nhiều. Rồi bữa nào Hoàng Sơn sẽ là tải cái app rồi hướng dẫn cả nhà đi và chính Hoàng Sơn sẽ đạp xe đi dạo cùng cả nhà mình luôn. Nếu mà như mọi năm thì rất là hay á, nhưng mà năm nay thì cái mùa Covid á nên khách du lịch rất là ít cả nhà. Chứ em nghĩ mà cái mùa Covid mà ổn rồi á là cái lượng xe này á là được sử dụng rất là nhiều luôn á. Tại vì thường mình đi du lịch Sài Gòn mà mình tàn tàn mình đi ha. Lại có 5.000 rất là rẻ, 5.000 nửa tiếng mà mình bỏ ra tầm 20.000 là coi như đi cả ngày luôn á. Cảm ơn em. Lưu lại mã cộng tác viên của em không ạ? Rồi có. Rồi em cho anh mã cộng tác viên đi. Dạ CTV. Dạ em đọc. Em đọc luôn. Dạ rồi. Dạ là CTV mình viết in hoa hết nha. Dạ CTV TN 0114. Là dính liền. Dạ dính liền. CTV. Dạ TN 0114. 0114 là mã 0114 là của em. Dạ đúng rồi. Rồi cả nhà có ủng hộ em nha, 0114 nha. Dạ mình ghi cái mã luôn á, là cái mã giới thiệu á là mình nhập vô hết luôn là CTV TN 0114 mới là ra cái mã của em. Rồi, CTV TN 0114. Rồi cả nhà mình nhớ rồi nha, nãy giờ đọc nhiều lần lắm rồi á. Rồi cảm ơn em. Dạ em cảm ơn.
đó. Nhưng mà mốt mà Hoàng Sơn tải app thì chắc chắn sẽ nhập cái mã này để ủng hộ em ha. Rồi bây giờ mình tiếp tục nha. Ở đằng kia có khách nước ngoài đi thuê nữa nè. Đó. À, Tết này bà con mình có thể đi du lịch Sài Gòn là không cần đứng chỗ nha. À, mấy bạn tới nè. Mấy anh đang lựa xe. Rồi bây giờ mình tiếp tục mình dạo vòng nữa nha. Bà con mình có đi xe mà 24/24 á, không có nhân viên hỗ trợ thì có thể nhập cái mã đó, ủng hộ cô nhân viên nhiệt tình nha. Còn nhiều khi lần sau á, Hoàng Sơn đi đi gặp cái cô nhân viên khác lại ủng hộ nên là có thể không nhập trúng cái mã nãy nữa. Đó, nhưng mà một mình á thì mà chắc mấy cô sẽ được hoa hồng ha, mình hỗ trợ mấy cô nhiệt tình. Rồi bây giờ mình dạo vòng tiếp nè. Bây giờ mình đang ở trên phố đi bộ Nguyễn Huệ nè. Phố đi bộ Nguyễn Huệ mùa Noel thì em thấy không có trang trí gì cả nha. Tại vì thường thì trang trí vào Tết Tây và Tết Ta. Còn Noel là chỉ có những nơi như nhà thờ là trang trí và những cái tòa nhà mà phục vụ cho khách du lịch công cộng thì mới có thôi. Rồi để mình có cách mình đi vòng trở lại nè. Mình ra... mình đi vòng trở lại rồi mình ra dinh dinh Độc Lập à không tại nhà thầy Đức Bà chứ đây nè à, cả nhà thấy tòa nhà đẹp chưa đó à. Trang trí đẹp ha, cái này là tòa nhà gì ta, tòa nhà xin qua tàu rồi à, đây có cả cái hệ thống nữa rồi. Thường thì ban đêm sẽ đẹp hơn, nhưng mà ban đêm thì hơi khó quay, tại vì ban đêm có đèn chớp tắt. Đợt trước em có coi cà phê quán cốc ở đây nè, có quay cho cả nhà mình xem cái phố đi bộ Nguyễn Huệ, cả nhà mình có thể xem lại video cũ ha, mình có quay Leica ở khu vực này nữa. Này là cà phê Tabet, cà phê Tabet, không có đăng ký nhiều. Này là làm cách nào để anh quay lại đây ta? Chắc là phải chạy một vòng tròn lớn. Ờ đằng kia có chỗ quay lại, hèn quá. Thì thường mỗi khi em ở đây em đi bộ hả, không có chạy xe như vậy, nên là không biết có đường nào để quay lại không. Đằng kia có luôn. Cả nhà thấy đợt này vắng vẻ ha. À đây, tôi đi bộ có một đoạn bên phía bên kia, chút xíu nữa mình sẽ qua bên kia mình quay cho cả nhà xem. Đây là kho bạc nhà nước. Rồi mình đi hết cái đoạn đường phố đi bộ này đó, quay trở lại nha. Bữa rồi em có quay live cam sông Sài Gòn ở quận 2 qua quận 1 á, cả nhà mình có thể xem nha. Cảnh đẹp lắm. Quay live cam bay dọc theo sông Sài Gòn. Đây mình có đoạn quay lại nè. Lúc này thì có làm cây thông Noel nhỏ nhỏ để cho các bạn chụp hình ở trên phố đi bộ, nhưng mà không có nhiều, nhỏ xíu à. Để qua cho cả nhà xem, các bạn đang chụp hình đằng kia kìa. Rồi mình tắt lên đây. À, mấy anh đang quét dọn. Đó. Ở đây thì có một cái loa phát thông báo là kiểm tra vaccine. Đây là một cái chỗ chụp hình. À, nè em ha. À, những cái hộp quà. Thôi, à, lên được ha. Giờ này thì mấy bạn không có ra ngoài đây tại nắng hay nóng, chiều thì cũng sẽ đông hơn. Ở phía trước là Ủy ban Nhân dân thành phố.
ở đây thì quán cà phê rất là nhiều quá nha, nè nè, nhưng mà vắng khách. Đây là đường Mạc Thị Bưởi. Ở Sài Gòn thì có cái xe buýt để dạo quanh Sài Gòn đó. Hôm nào mình sẽ đi trên xe buýt đó để quay cho cả nhà mình xem, mình khỏi phải đạp xe đạp. Còn nếu mà như mà trời mát mẻ đó thì cả nhà mình sẽ có thể đạp xe đạp tàn quanh Sài Gòn. Rồi. Ở đây thì cả nhà thấy không có trang trí gì hết ha, tích tịch à. Có một vài cửa hàng nhỏ thì người ta trang trí bằng mấy cái bong bóng bự. Ờ, bên kia đẹp kìa, Red Hotel kìa, khách sạn Red kìa, trang trí đẹp chưa. Khu phố đi bộ, đường đi bộ chỗ này thì trồng rất là nhiều cây sứ. Bây giờ mình sẽ qua khu vực nhà thờ Đức Bà đây, chắc hy vọng sẽ đông vui hơn. Ở khu này thì mình chỉ chờ tấp tay với tấp ta thôi, còn Sơn sẽ ra đây bay livecam cho cả nhà mình xem. Đây, nhà... ủy ban thành phố ha. Rồi nếu mà mình chạy thẳng đường này thì sẽ ra chợ Bến Thành, rồi đi tới đâu thì hứa tới đó nè. Có dịp sắp tới nữa thì Hoàng Sơn sẽ quay cho cả nhà mình xem chợ Bến Thành nè, chợ Tân Bình nè, chợ lớn nè, chợ Kim Biên nè, trước Tết ha, chợ Dân Sinh nữa, nhiều lắm, chợ Tân Định nè, chợ Đa Cao nè. Hứa cho nhiều vô không làm mốt bị bà con mình la chết luôn. Giờ mình quẹo qua đây. Mấy cái chỗ này nếu mà như cả nhà mình có thể đi xe đạp hoặc là đi bộ cũng rất là thú vị. Nhưng mà em nghĩ là đi xe đạp đi, tại vì đi bộ mà sao mình đi không nổi á. Sài Gòn thì nó cũng rộng lắm, tùy theo sức mình tới đâu mình đi tới đó. Bây giờ mình chạy ra cái công viên chỗ này trước cửa Dinh Độc Lập, Dinh Thống Nhất nè. Rồi, hôm nào bà con mình muốn đạp xe đạp ở khu vực nào thì nói Hoàng Sơn ở đó sẽ đi đạp xe đạp quay cho cả nhà mình xem. Đi xe đạp thì sẽ chậm hơn xe máy mà quay sẽ được cảnh đẹp hơn. Đây là đường Pasteur Nguyễn Du ha. Nãy giờ mình vẫn chưa thấy chỗ nào trang trí Noel thấy không? Hôm nay quá vắng luôn ha. Đó, ở đây là khu vực quận 1 á, mà còn trang trí ít vậy á, thì những khu vực khác sẽ ít hơn cả nhà. Tại thật sự là cái dịch vụ buôn bán á, là buôn bán khách vô nhiều thì người ta mới trang trí nhiều. Còn khách ít á, người ta cũng cắt giảm chi phí. Đó, mình ra tới cái công viên này là trên đường Lê Dũng nè, ở phía bên trái mình là Dinh Độc Lập. Giờ mình rẽ qua phải để mình ra nhà thờ Đức Bà. Đó. Thường thì đây mà anh á, là trang trí rất là đẹp, rất là nhiều. Đó, còn không biết năm nay sao. Đằng kia kìa. Đó đó, đây mình ngay chỗ này, còn nhà thờ bên đây. Giờ mình quẹo ra nhà thờ cái rồi mình sẽ quẹo qua đây mình cái nha. Đèn đỏ, mình cứ rẽ phải.
À, bữa trước con Sơn cũng có quay flycam ở nhà thờ Đức Bà cho cả nhà mình xem rồi ha. Khu vực này nè. À, cả nhà mình chưa coi thì nhớ lên kênh Nam Việt gõ chữ Nam Việt Sài Gòn nha, rồi sẽ thấy à. Nhà thờ thì sửa chữa trùng tu nay cũng rất là lâu rồi, nhiều năm rồi. Công trình này trùng tu hơi lớn, hơi nhiều nên là rất là lâu ha. Ở đây á, nếu mà như cả nhà mình bay flycam là phải đăng ký nha, chứ không đăng ký là bị phạt rất là nặng đó, từ 20 cho đến 80 triệu luôn á. Nãy mới về chạy ngang thì thấy một chiếc xe phá sóng của bên công an á, để có những chương trình hội họp á, họ sợ những thiết bị bay mà không đăng ký. À đây nè, đây là một cái chiếc xe buýt 2 tầng đó. Xe buýt 2 tầng để mình có thể du lịch quanh thành phố. À, cả nhà, bữa nào mình sẽ đi xe này nha. Có trang trí Noel bên trên luôn nữa nè. À, khu này thì đông vui hơn được chút ha. Nè, mấy bạn có thuê xe để chạy vòng vòng nè. Cấm buôn bán tụ tập. À, các bạn trẻ ra mặc đồ Noel, có mấy cô lớn tuổi cũng ra để chụp hình kỷ niệm nữa. Mấy cô mấy bác bên đó cũng ra chụp hình Noel nè, già Noel. Một tiếng, tưởng nó 10.000 nửa tiếng, tại nãy mình hỏi 5.000 nửa tiếng. Còn nếu mà lố qua xíu thì tính 1.000 chứ không có tính 5.000 nha. Lố qua 5 phút. Rồi, đây là khu vực nhà sách, đường sách thành phố. Đó. Bữa nào vô quay cho cả nhà mình xem Tết thì thường bà con mình ra đây để chụp hình cà phê. Chứ mua sách thì thấy cũng ít. Thường thấy giờ thấy mua sách online không à. Bên trong có mở cửa kìa, nhưng mà hôm nào mình sẽ vô đó. Tại vì Hoàng Sơn còn sẽ đi chợ để mua khuôn bánh cho mẹ, chuẩn bị Tết tới nơi rồi. Mua khuôn bánh là bánh Tết á. Rồi đợt trước Hoàng Sơn có một cái video là mua khuôn bánh ở đâu. Đó, thì có rồi, thì cả nhà có xem rồi, nhưng mà bữa nay mình lại đi mua khuôn bánh, tại lâu rồi cái khuôn nó cũng cũ cũng hư, thì mình sẽ mua khuôn bánh mới. Giờ mình qua lộ nghe, giờ mình quay trở lại đây, đây manh nè. Rồi đây là Diamond Plaza, à, cả nhà thấy là đẹp không? Đây là một trong những chỗ mà trang trí rất là đẹp ở khu vực quận 1 cả nhà. Đây. Merry Christmas. Hai bên cửa là có hai cây thông to nè ha. Rồi từng cái ô cửa sẽ có những cái cây thông nhỏ trang trí nữa. Thì Tết cái này Noel là trang trí xong nè, rồi bắt đầu Tết Tây với Tết Ta người ta sẽ sửa lại. À, em thấy ở đây là thấy đầu tư nhiều nhất trong số mà những tòa nhà ở Sài Gòn mà em đi quay được. Rồi mình bây giờ mình sẽ dạo thêm đoạn nữa ở phía sau đây mình, mà cái khu phố ăn uống đi bộ á, không biết là còn có bán không. Tại vì những cô chú bán hàng rong á, xưa bán ở Sài Gòn rất là nhiều, rồi sau đó người ta tổ chức cho một cái con đường là buôn bán miễn phí ở đây nè, để cô chú có thể ra đó buôn bán và cái người ăn cũng có thể ra đó. Rồi bên an toàn vệ sinh thực phẩm người ta cũng có thể kiểm tra được. Ở phía sau đây, nhưng mà không biết khu vực này còn bán không. Ở phía sau Diamond nghe cả nhà. Đây nè, để em bẹo vô thử. Đường Nguyễn Văn Chim, không biết chim hay chiên nữa.
chim nha. Chờ khách IE mà im. Hình như không phải đường này, đường ở phía sau nữa. Đường này thấy không ta? Mình thử coi, đây có quán cà phê. Đây có rất là nhiều quán cà phê ở đây. À, phía trước rồi cả nhà. Đó, đó, đó. Đúng rồi, chính xác đường này. Và có một đoạn ngắn thôi, giống như đường sách vậy đó. À, người ta ra đây người ta mua hàng ăn vặt giá rẻ. À, có điểm giữ xe luôn nè. Chỗ này mát quá ha. À, có những cái cửa hàng ăn uống nè. Có phải giữ xe và có nhiều hàng quầy ở đây nay buôn bán lại được rồi. À, canh bún. À, bán từ buổi trưa cả nha. Này bán buổi trưa đến xế chiều. Có nhiều quán chưa ra, bây giờ mấy cô chú mới đang dọn hàng ra thôi. Rồi, bữa nay Hoàng Sơn dạo cho cả nhà mình xem là đón Noel và đón Tết Tây ở khu vực quận 1 ha, trung tâm Sài Gòn. À, ở đây thì hiện giờ mấy cô chú đang mới dọn hàng ra thôi, nên là chưa có nhiều, còn mấy gian hàng đang trống rồi nè. À, năm nay thì không khí Sài Gòn nó hơi vắng một chút. Rồi hẹn gặp lại cả nhà mình ở video tiếp theo nha. Chào tạm biệt. Tưởng là anh kêu mình.